Anh xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Bản tin trưa thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2015 gồm có các tin chính như sau. Indonesia và Malaysia cho thuyền nhân Rohingya tạm trú. Nước đường ống dẫn hơn 21.000 ga lông dầu tràn ra bờ biển California. Bắc Hàn bất ngờ hủy lời mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Và sau đây là phần tin chi tiết. Vụ khủng hoảng di dân ở Đông Nam Á đang có triển vọng khai thông, sau khi Indonesia và Malaysia thay đổi lập trường, chấp nhận cho phép các thuyền nhân Rohingya đổ bộ vào nước mình. Hôm thứ Tư, hai quốc gia này loan báo cho hàng ngàn thuyền nhân được tạm trú, nhưng kêu gọi thế giới giúp đỡ tiếp nhận họ và nói rằng đây là vấn đề nhân đạo toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng khu vực. Vài tuần lễ trước, Indonesia và Malaysia không cho phép di dân ngoài bờ biển, trường hợp thuyền sắp đắm. Tuy vào thay vào đó, các thuyền này được cung cấp dầu, lương thực nước uống rồi phải ra khơi trở lại. Hậu quả là có hàng ngàn người di dân đi trên các thuyền chật cứng người đã lang thang trôi dạt nhiều tháng ngoài vịnh Amadan, Ấn Độ Dương và không biết đi về đâu. Hôm thứ Tư, có tất cả 430 thuyền dân Rohingya và Bangladesh đã được đưa vào bờ biển tỉnh Aisa, Bắc Sumatra, Indonesia. Công cuộc cấp cứu do hơn một chục tàu đánh cá đảm nhận, chứ không phải do tàu hải quân tuần phòng ngoài bờ biển. Trong ba tuần lễ vừa qua, hơn 3.000 thuyền nhân Rohingya và Bangladesh đã đổ bộ lên Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tin rằng vẫn còn khoảng 4.000 di dân đang ở ngoài biển. Tuy nhiên, theo dự đoán của giới hoạt động binh vực di dân, thì con số này có thể lên tới 6.000 người. Một đường ống dẫn dầu bị nứt đã làm tràn hơn 21.000 ga lông dầu thô ra bờ biển California trước khi được khóa lại vào hôm 19 tháng 5. Theo cơ quan Tùng duyên Mỹ Vụ tràn dầu tạo thành vịt loan kéo dài khoảng 4 dặm, dọc theo bờ biển khu vực Trung Bộ California. Giới hữu trách tìm ra nguyên nhân là đường ống dẫn dầu vào trong đất liền đã nứt và chảy dọc theo xa lộ 101, rồi vào một ống cống thoát ra dẫn ra biển. Đường ống do công ty Plains Own American Pipelines làm chủ và cho hay họ lấy trầm tiết về sự kiện này. Tuần duyên Mỹ cùng các cơ quan quận và tiểu bang đang tìm cách dọn dẹp số dầu tràn này. Vụ này xảy ra ở cùng khu vực từng có vụ chảy dầu vào năm 1969, lúc đó được coi là lớn nhất ở bờ biển Mỹ và khiến cho phong trào bảo vệ môi trường Mỹ lớn mạnh. Trong vụ đó, có hàng trăm ngàn gallon dầu tràn ra từ giàn khoan gặp trục trặc ngoài biển, khiến hàng ngàn sinh vật đủ loại quanh vùng chết vì dính dầu. Bắc Hàn hôm thứ Tư đã bất ngờ hủy bỏ lời mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban ki moon tới thăm một khu chế xuất canh sông nằm trong quốc gia bị cô lập này. Bình luận về quyết định của Bắc Hàn, ông Ban Ki-moon cho rằng đây là một hành động rất đáng tiếc. Quyết định này của Bắc Hàn được loan báo sau khi ông Ban Ki-moon kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng hãy ngưng các hành động có thể làm tăng thêm sự căng thẳng quân sự, qua việc Bắc Hàn nói là đã thành công trong việc phóng một hỏa tiễn đạn đạo từ đầu ngầm. Ông Ban Ki-moon dù trù sẽ viếng thăm khu chế xuất canh sông vào ngày 21 tháng 5, nơi có cơ sở của các công ty liên danh Nam Bắc Hàn nằm sau khoảng 10 km trong nội địa Bắc Hàn. Khu chế xuất này hiện nay có khoảng 120 công ty Nam Hàn với chừng 53.000 công ty Bắc Hàn đang sản xuất đủ mặt hàng để xuất cảng. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Tư 20 tháng 5 năm 2015. Nhất Anh xin kính chào và hẹn gặp lại!